Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cáp Video ngày hôm nay Hôm qua thì thường có làm một cái video cũng khá dài nhưng mà cuối cùng không có đăng được Tại vì sau khi làm thì cái âm thanh nó bị nổ Cho nên Thuận đã dành thời gian hôm qua để mà chỉnh lại âm thanh Và hôm nay âm thanh đã được chỉnh xong Và trong video hôm nay thường có rất nhiều tài liệu Mà thường cảm thấy là cũng rất thú vị Và cũng rất quan trọng Thuận muốn chia sẻ với các bạn Những tài liệu liên quan tới tin tức của OPEC Liên quan tới Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ Và nhất là liên quan tới cái gói Cứu trợ 250 tỷ đô la mà đang muốn được thông qua nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào những cái tin tức đó thì thường có một cái tin buồn thường muốn chia sẻ với các bạn những bạn nào mà mới tham gia vào thị trường này thì chắc cũng không có rành về cái tình hình giữa YouTube và những cái người mà làm về content của crypto ở trên uh, cái nền tảng của YouTube thì như thế nào thì để thường giải thích cho các bạn hiểu là cách đây khoảng chừng vài tháng thì YouTube đã có một cái chiến lược là trong cái thời điểm đó đã có rất là nhiều những cái youtuber bị xóa video thậm chí là xóa cả channel Thật ra trong vòng 2-3 năm qua thì YouTube cũng đã có nhiều những cái hành động mà khá gắt gao đối với những cái YouTube mà làm về lĩnh vực crypto Nhưng mà cái tầy vài tháng cái hồi mà ngày Noel thì YouTube đã xóa đi một số những video và một số những channel và sau khi mà bị nhiều phản ảnh Lúc đó thì channel Thuần Capital cũng là một trong những cái nạn nhân của YouTube và sau khi mà đợi được nhiều phản ảnh thì YouTube đã trả lại các video và channel. Nhưng mà sau đó thì cái tay khoảng chừng là vài tuần thì có một số người đã lên tiếng nói là YouTube tiếp tục xóa thêm nhiều video của họ. Và ngày hôm nay chúng ta nhận được tin tức là có hai cái channel cũng rất là lớn. Đó chính là channel của Duplicast và channel của Crypto Crow. Hai cái channel này đã bị xóa hẳn đi. Và cái điều mà khó hiểu ở đây là thường thường các bạn thấy là các bạn phải nhận được một cái warning một cái cảnh báo và sau đó các bạn phải nhận được ba strike ba cái gậy rồi sau đó thì channel các bạn mới bị xóa đi nhưng mà hai youtuber này không có nhận được warning không nhận được cảnh báo cũng không nhận được strike mà bị xóa hẳn cho nên làm cho nhiều người rất là lo lắng và cách đây khoảng chừng 2 ngày thì ở trên Twitter Thuận có đăng một cái bài liên quan tới một video của Thuận Capital đã bị xóa đi Đó chính là video 311 Và cái video này là cái video đã đăng hơn một năm trước đây hồi tháng 2 năm 2019 thì tại sao bây giờ mới bị xóa thì cũng không hiểu và các bạn thấy là video này là một video tin tức cũng như là các video khác tôi đợi các bạn thấy là Samsung Galaxy S10 và đồng XRP được lên trên sàn Coinbase và cái video này thì các content cũng tương tự như các video khác và các link ở phía dưới video thì cũng giống nhau thì tại sao video này bị xóa Thuận cũng không có rõ và Thuận cũng đã hỏi YouTube liên hệ với là YouTube trực tiếp ở trên cái nền tảng YouTube cũng như là gửi email và cũng nhắn tin YouTube ở trên Twitter và các bạn thấy là YouTube cũng đã trả lời nhưng mà chỉ trả lời qua loa Thuận vẫn không hiểu lý do tại sao mà video này bị xóa đi và Thuận cũng thấy cũng khá lo lắng tại vì các bạn cũng đã biết là nếu như mà bị một lần nữa thì sẽ bị gọi là gậy thứ nhất tại vì lần này là thuần chỉ bị warning có nghĩa là bị cảnh báo nhưng một lần nữa là thùng sẽ bị một gậy sau đó thì sẽ không được đăng video trong vòng 7 ngày và nếu mà bị bay gậy liên tục thì các bạn thấy là cái channel sẽ bị xóa đi Thuận vẫn đang đàm phán với lại YouTube về cái vấn đề này Hy vọng là chúng ta nhận được những cái tin tức rõ ràng hơn Nhưng mà trong cái thời gian này thì Thuận có đăng ở trên Facebook và ở trên Twitter và Telegram Thì thùng đã làm thêm ba cái channel phụ và những người nào mà thích xem video của thuận thì hãy đăng ký vào những cái channel phụ các bạn có thể tìm thấy cái link này ở trên facebook telegram và twitter thì các bạn chỉ cần bấm vào và đăng ký để lỡ như mà channel này có vấn đề gì thì thuận sẽ đăng trực tiếp ở trên những cái channel khác và những người nào mà chưa theo dõi thuận ở trên những mạng xã hội như là facebook twitter và telegram thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là các bạn vào trang web thuầncapital.com sau đó các bạn thấy là ở phía dưới thuầncapital.com có những cái link đây chính là những cái link cho các mạng xã hội của thuncapital các bạn cũng nên theo dõi để nhận được những tin tức mới nhất và thun cũng biết là sẽ có nhiều bạn comment nói là tại sao mà thun không đăng video trên nền tảng này hay là trên nền tảng kia thì thật ra các bạn cũng đã nhớ là cách đây vài tháng thun cũng đã thử một cái nền tảng phi tập chung gọi là library nhưng mà có hai vấn đề vấn đề đầu tiên đó chính là nền tảng nào các bạn đăng video thì cuối cùng cũng phải phụ thuộc vào cái luật của nền tảng đó và điều thứ nhì là các bạn có thể đăng không phải là đăng video trên nền tảng nào nhưng mà cái điều quan trọng hơn là sau khi các bạn đăng có người tới xem hay là không các bạn cảm thấy được là đương nhiên là youtube là một cái nền tảng rất là lớn và youtube thu hút được rất nhiều người xem cũng như là một cái nền tảng mà nhiều người lên đây để mà kiếm tài liệu cho nên nếu như mà không có trên YouTube thì là một cái thất thoát rất là lớn cho bất cứ ai mà làm video ở trên mạng. Tuy nhiên với cái tình hình hiện tại thì Thuận cũng đồng ý với lại Ivan on Tech. Nhưng mà nào mà xem Ivan on Tech thì cũng đã biết là gần đây Ivan on Tech đã tự tạo ra một nền tảng riêng. Cũng vì cái vấn đề là YouTube không cho Ivan on Tech tiếp tục để mà livestream và thứ nhì nữa là trước đây thì Ivan on Tech cũng đã bị xóa đi rất nhiều video và hôm nay thì Ivan Tech cũng đã làm một cái video chuyên về cái đề tài chúng ta đang nói tới đó chính là đề tài giữa YouTube và các crypto YouTuber và vì lý do đó Thuận đã quyết định là nếu như chúng ta muốn tiếp tục thì Thuận Capital phải tự tạo ra một nền tảng phải tự làm chủ một nền tảng cũng như là Thuận Capital cũng phải có được những cái người mà đăng ký kênh có được cái quan hệ mật thiết hơn cho nên chỉ có cách là tự làm nền tảng cho bản thân mình các bạn thấy được là bây giờ thì Thuận Video vẫn đang là một cái nền tảng nhưng mà vẫn chưa có xong. Bây giờ thường đã có thể đăng video nhưng mà không có nơi để các bạn comment cũng như là like hay là subscribe. Thì trong vòng vài tuần tới đây nền tảng này sẽ hoàn tất. Tuy nhiên nền tảng này chỉ là một cái nền tảng mà các bạn đăng ký là một nơi mà video sẽ không bao giờ bị xóa. Nhưng mà Thuận sẽ vẫn đăng video ở trên YouTube nếu như không phải là channel hiện tại thì sẽ là một channel khác tại vì đây vẫn là một nơi mà nhiều người lên đây để kiếm tài liệu và Thuận thì muốn những cái tin tức, những tài liệu mà Thuận chia sẻ có thể lan tỏa xa hơn tại vì Thuận thực sự tin tưởng là có thể giúp được cho nhiều bạn hiểu rõ hơn về tình hình tài chính cũng như là tình hình crypto và những cái tin tức mà các bạn cần nên biết Thuận sẽ chia sẻ thêm nhiều tài liệu trong thời gian tới đây về vấn đề này các bạn hãy tiếp tục đăng ký vào cái mạng xã hội cũng như đăng ký trên các channel của Thuận Capital và trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Bây giờ thì tình hình tài chính ngày hôm nay như thế nào? Thì nhìn vào Hoa Kỳ các bạn thấy được là các chỉ số cũng đã tăng hôm nay. Chỉ số Dow Jones đã tăng 1,22%, chỉ số S&P 500 đã tăng 1,45% và cái dưới cái số lượng tăng trưởng từ đầu tuần cho tới bây giờ thì bây giờ tuần này đã có thể nói là tuần mà tăng trưởng mạnh nhất từ năm 1974 cho tới bây giờ. Các bạn thấy được là khi mà đi xuống thì cũng đi xuống rất là mạnh và bây giờ đi lên cũng đi lên rất là mạnh. Cho dù là đi xuống hay là đi lên thì đều tạo ra những cái thời kỳ lịch sử cho nên các bạn thấy được là chúng ta đúng là đang đứng trong một cái thời kỳ lịch sử. Chưa bao giờ mà thị trường chứng khoán trong thời gian ngắn ở Hoa Kỳ mà lên xuống mạnh như vậy. Và các bạn thấy được là ngày mai thì ra sao? Snapchat các bạn thấy là bây giờ hôm nay cũng đã lên 0,77%. Còn ngày mai, ngày mai thì chỉ số của hợp đồng tương lai của Dow Jones vẫn cho thấy được là ngày mai là một ngày rất tốt, tăng lên 1,85%, S&P 500 hợp đồng tương lai đã tăng lên 1,9% và hợp đồng tương lai của Nasdaq đã tăng lên 0,6%. Nếu tiếp tục thì ngày mai chúng ta sẽ kết thúc một tuần rất là tốt đẹp. Khi mà chúng ta nói tới các chỉ số ở chứng khoán Hoa Kỳ, còn về châu Á thì bây giờ như thế nào? khi mà chúng ta nói tới châu Á thì các bạn thấy được là chỉ số Nikkei của Thượng Hải hầu như đã đi hàng ngang ngày hôm nay xuống 0,1%. Còn chỉ số Shanghai nghĩa là chỉ số của Thượng Hải đã xuống 0,22%. Nhưng mà ngược lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng lên 1,38%. Còn vì vàng thì như thế nào? Các bạn thấy được là vàng ngày hôm nay cũng đã có một cái sự tăng trưởng, đã trở về và qua khoảng 1.700 đô một lần nữa. Bây giờ là 1.740 đô, tăng 3,3%. Còn về dầu thì các bạn thấy là dầu hôm nay đã xuống 7,57%, chỉ còn có 23 đô 19 cent cho một thùng dầu. Lý do tại sao thì chúng ta sẽ nói thêm về dầu một lát nữa. Còn Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin hầu như là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua không có cái sự phản ứng mặc dù là thị trường chứng khoán cũng như là dầu cũng như là vàng đã có cái sự thay đổi rất lớn nhưng mà Bitcoin hầu như để đi hàng ngang. Đây cũng là một cái điều tốt tại vì chúng ta không muốn Bitcoin đi cùng một xu hướng đối với thiền chứng khoán quá lâu. Nhưng mà trong thời gian này thì rất là khó tránh khỏi. Tại sao thì các bạn có thể cũng đã biết đó chính là nhiều nhà đầu tư bây giờ thì vẫn đang cần tiền mặt. Cho nên đối với họ tài sản nào thì cũng giống như nhau, đều có thể bán được. Và nếu chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung thì các bạn thấy được là những đồng lớn thì cũng không có nhiều sự thay đổi ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào 10 đồng lớn nhất thì các bạn thấy là phần lớn cũng di chuyển trong phạm vi rất là nhỏ như là Ethereum trong vòng 24 tiếng đồng hồ chỉ xuống có 1,9%, XRP thì xuống 1,1%. Nhưng mà có hai đồng mà xuống khá nhiều trong cái 10 đồng lớn nhất đó chính là đồng Bitcoin Cash hôm nay đã xuống 5,9% sau khi mà hiện tượng halving xảy ra và đồng Bitcoin SV hôm nay lại xuống khoảng chừng là 8% sau khi tăng mạnh ngày hôm qua. Bitcoin SV thì chuẩn bị có hiện tượng halving ngày mai và trước khi mà chúng ta nói một số chi tiết liên quan tới tại sao mình thị trường dầu hôm nay lại quá dao động Tại vì các bạn cũng đã biết là hồi sáng này dầu lại tăng lên nhưng mà bây giờ thì lại đi xuống Thì có một cái thuyết được chia sẻ bởi CZ của Binance Đây là một cái thuyết được chia sẻ bởi CZ của Binance cách đây khoảng chừng là 2 tiếng đồng hồ Thì CZ chia sẻ là Nhật Bản với tổng số dân cư là chỉ khoảng 39% số lượng dân cư của Hoa Kỳ nhưng mà cái cách mà họ sống là sẽ rất gần với nhau tại vì đó là phong tục của họ và cho dù như vậy thì tổng số ca nhiễm dịch bệnh chỉ có 4.768 ca với 99 người tử vong tổng cộng thì ý của CG nói các bạn cũng đã thấy là muốn so sánh Nhật Bản với lại Hoa Kỳ nói là Nhật Bản Tuy là khoảng chừng 39% của dân cư nhưng mà cái số lượng người nhiễm và tử vong thì thấp hơn Hoa Kỳ rất là nhiều. Và CG thì các bạn thấy là chụp lại cái hình mà thống kê dịch bệnh. Thì sau đó các bạn cũng đã thấy được là có rất nhiều người đã chỉ trích CG. Tại sao? Tại vì đây là tài liệu nhìn chỉ về một chiều. Các bạn thấy được là khi chúng ta lên trên những quốc thống kê thì đúng là chúng ta nói về Nhật Bản. Thì Nhật Bản bây giờ là có 4.979 ca với 99 người tử vong. Nhưng mà cái số lượng người mà thử nghiệm ở Nhật Bản chỉ có 61.498 người. Trong khi mà các bạn thấy được là Hoa Kỳ tuy là có con số lượng người nhiễm rất là cao Nhưng mà cái số lượng người thử nghiệm đã lên tới 2.353.096 người thử nghiệm Không có một quốc gia nào ở thời điểm hiện tại thử nghiệm nhiều hơn là Hoa Kỳ Cho nên so sánh như là CG thì hoàn toàn là không hợp lý Đó là điều mà nhiều người đang chỉ trích Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn Khi mà các bạn đọc những tài liệu ở trên trang web thống kê cái dịch bệnh chúng ta phải nhìn hết tất cả tài liệu chứ không thể mà nhìn tài liệu một chiều. Bây giờ thì chúng ta hãy nói về dầu. Các bạn thấy được là trên màn hình đây chính là cái biểu đồ ngày hôm nay của WTI Crude Oil. Thì chúng ta thấy được là hôm nay giá dầu rất là dao động. Bắt đầu à, từ 24 tiếng đồng hồ trước đây, thì giá dầu đã từ từ tăng lên và đã tăng lên hồi sáng này và sau đó thì lại tiếp tục tăng lên nhưng mà lại đột ngột trong vòng mấy tiếng đồng hồ qua lại đi xuống mạnh. Thì lý do tại sao? Thì như bạn có nói biết là ngày hôm nay có một cái cuộc họp mà rất nhiều người quan tâm tới, đó chính là cuộc họp giữa cái khối sản xuất dầu OPEC, trong đó có những nước như là Hoa Kỳ và cái khối gọi là cái khối đồng minh, trong đó có những nước như là các bạn thấy là Saudi Arabia và nước Nga. Thì như bạn cũng đã nhớ là cái đây khoảng chừng là 2 tuần thì có một cuộc đàm phán về việc là cắt giảm cái số lượng sản xuất dầu, tại vì bây giờ là trong cái mùa dịch bệnh cho nên cái số lượng người mà có nhu cầu sử dụng dầu đã giảm đi rất nhiều thành ra khi mà dầu sản xuất thì lại tồn kho khiến cho cái giá dầu phải giảm rất là trầm trọng cho nên các bạn thấy được là giá dầu trong vòng cái quý 1 trong vòng chỉ có 3 tháng mà đã giảm 66% và rất là nhiều nước là đang nhờ vào cái dầu để mà sống cho nên giá dầu sụp làm cho nhiều quốc gia rất là khó sống mà dầu là một cái nguồn tài nguyên mà rất quan trọng đối với nhiều quốc gia cho nên khi mà họ họp về cái việc là cắt giảm cái số lượng dầu cái tay khoảng chừng là 2 tuần thì đã đàm phán không thành công khiến cho hai nước đó chính là nước Saudi Arabia và nước Nga lại tiếp tục đổ dầu vào trong thị trường khiến cho giá dầu sụp rất là mạnh nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái cuộc họp lần thứ hai đã diễn ra cái tay khoảng như một tuần thì tổng thống Trump đã nói là nước Nga và nước Saudi Arabia là sẽ đồng ý là cắt giảm cái số lượng sản xuất dầu để mà giữ giá dầu ổn định Cuộc họp đăng lý đó là sẽ bắt đầu vào thứ hai mới đây nhưng mà đã bị giờ lại cho tới ngày hôm nay. Đây là một cái cuộc họp qua mạng. Thì mình thấy được là tin tức tốt cứ đây vài tiếng đồng hồ thì đã được lan tỏa là cuối cùng thì các nước cũng đã đồng ý là cắt giảm số lượng dầu. Những mà nào mà theo dõi thuận Capital trên Facebook thì cũng đã thấy là thuận đã đăng cái tài liệu liên quan tới cái số lượng dầu mà chấp nhận là sẽ được cắt. Đó chính là cắt 10 triệu thùng dầu mỗi một ngày trong tháng 5 và tháng 6 sau đó thì sẽ cắt 8 triệu thùng dầu mỗi một ngày từ tháng 7 đến cuối năm nay. Và năm sau và năm 2022 thì sẽ cắt thêm 6 triệu thùng dầu mỗi ngày để mà giữ cái giá dầu. Và trong đó thì Hoa Kỳ cũng đã đồng ý là cắt thêm 5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Cái số lương cắt thì rất là cao. Cho nên trước khi mà cuộc họp này xảy ra nhiều người đã rất lạc quan về kết quả. Thì các bạn thấy được kết quả thì cũng như là nhiều người mong muốn Nhưng mà cách đây chỉ có vài tiếng đồng hồ Thì lại nhận được một tin mà Thuần cảm thấy là cũng khá xấu Đó chính là liên quan tới nước Mexico Số so nước Mexico là một trong những nước mà sẽ chịu cái phần cắt giảm chung với nhiều nước khác Và theo tin tức được đưa ra thì nước Mexico đã đồng ý Trong cuộc họp là sẽ cắt 400.000 thùng dầu mỗi một ngày Nhưng mà Bây giờ thì nói là nước Mexico chỉ đồng ý là các cái 100.000 thùng dầu mỗi một ngày. Cộng vào là nhiều nhà đầu tư đã đoán ra được là ngày hôm nay sẽ có cái tin tức liên quan đến các giảm dầu. Cho nên họ đã đẩy cái giá dầu lên từ tối hôm qua. Hai điều này đã làm cho giá dầu đi xuống. Tại vì bây giờ nhiều người bán chốt lời cùng với tin tức xấu được đưa ra từ Mexico. Đó là tin tức mới nhất liên quan tới dầu mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Tin tức kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ. Fed sẽ bơm thêm 2,3 nghìn tỷ đô la để mà giúp đỡ cái thị trường này. Tại vì các bạn thấy là cái tin tức mới nhất liên quan đến thất nghiệp đã được đưa ra đó chính là tuần vừa rồi đã có thêm 6,6 triệu người đi khai thất nghiệp. Có nghĩa là trong vòng chỉ có 3 tuần cái số lượng người mà khai thất nghiệp đã lên tới cái mức là 16,6 triệu người. Con số này rất là cao cao nhất trong thời gian ngắn mà chúng ta chưa từng chứng kiến. Cho nên trong cái tình hình này thì Fed đã đưa ra một số kế hoạch là sẽ bơm thêm 2,3 nghìn tỷ đô la vào trong thị trường bằng cách là cho những công ty lớn mượn. Điều này là rất là khác so với cái số tiền mà chúng ta nói tới trong vòng mấy ngày qua liên quan tới cái số tiền mà cho các tiểu thương mượn. Số tiền này, 2,3 nghìn tỷ này là Chục Dự trữ Liên bang muốn cho những công ty lớn mượn, những công ty mà có từ 10.000 nhân viên đổ xuống và có thu nhập là khoảng 2,5 tỷ đô la vào năm 2019. Và cái số tiền này đưa cho các công ty đó mượn cũng như là đưa cho những cái cơ quan chính phủ địa phương mượn nếu như mà họ đang gặp khó khăn. Tại vì các bạn thấy là muốn chống lại cái tình hình thất nghiệp. Bây giờ thì dù sao đi nữa thì các công ty lớn cũng sa thải rất là nhiều nhân viên hay là giảm lương nhân viên cho nên để chống lại tình trạng đó, cục Dự trữ Liên bang hy vọng là có thể là cho họ mượn tiền để mà qua được cái dịch bệnh này và cái số tiền lời rất thấp, các bạn thấy được là tiền lời của Fed bây giờ chỉ có 0,01% cộng với lại 250 tới 400 basis point, nghĩa là các bạn có thể mượn cái số tiền từ 1 triệu cho đến 25 triệu với cái lãi suất chỉ có là 2,5 cho đến 4% và tiền lời và tiền vốn sẽ có thể là được đình lại một năm và điều thú vị hơn ở đây là thường thường thì các bạn thấy là fed cũng thường hay mua lại trái phiếu nhưng mà thường là mua lại công trái phiếu nghĩa là trái phiếu được đưa ra từ chính phủ và sau đó thì cũng dùng tiền của mình để mà mua lại một số trái phiếu gọi là investment grade có nghĩa là những cái trái phiếu mà an toàn được đưa ra từ các công ty lớn mà không có sợ là họ quệt nợ nhưng mà trong thời gian gần đây thì fed đã nói là ngoài việc là sẽ cho những công ty lớn mượn tiền họ sẽ mua lại những cái chân bonds nhưng mà nào mà mua bán trái phiếu cũng đã biết là chân bon là một cái loại trái phiếu mà có nguy hiểm rất là cao. Và đương nhiên là những cái trái phiếu này là những cái trái phiếu gọi là trái phiếu rác cho nên gọi là chân bon. Trái phiếu này có cái lợi nhuận rất cao nhưng mà tại vì cái cơ hội mà công ty đó giật nợ cũng rất là cao. Nhưng mà đây là những công ty mà đang gặp nhiều khó khăn cho nên các bạn thấy được là trong tình hình này Fed đã làm những điều mà chưa hề làm trước đây đó chính là mua lại những cái trái phiếu rác của các công ty để cho bơm tiền vào các công ty đó để hy vọng là các công ty không bị phá sản. Đó là tin tức liên quan tới Fed. Kế tiếp thì tin tức liên quan tới cái gói mà hỗ trợ cho những cái tiểu thương, những cái công ty mà có ít hơn là 500 người. Thì chúng ta cũng đã từng nói tới là cái số tiền mà được đưa ra trong cái gói mà 2.000 tỷ đô la mà được ký bởi Tổng thống Donald Trump cái tên 2 tuần thì đây để, để riêng ra là 350 tỷ đô la để cho các công ty nhỏ mượn những công ty mà dưới 500 nhân viên thật ra nói tới mượn nhưng mà phần lớn là cho tại vì nếu như những công ty đó mà chấp nhận là theo những cái quy định như là không sa thải nhân viên hay là không giảm lương nhân viên thì tiền đó coi như là cho thì đã có rất nhiều những cái công ty ồ ạt đổ đến các ngân hàng để mà xin cho được vay cái số tiền này và cái số tiền này gần như đã hết cho nên bây giờ thì đảng Cộng Hòa đã đề nghị là xin thêm 250 tỷ đô la. Thường đó là xin thêm nhưng mà thật ra là in thêm 250 tỷ đô la để mà bơm vào cái số tiền cho các công ty nhỏ mượn để cho họ không có phá sản để cho họ có thể là trang trải qua những cái tháng này. Tại vì các bạn thấy được là những công ty nhỏ là những công ty mà mướn rất nhiều người dân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì đáng lý đâu là hôm nay là sẽ bỏ phiếu để mà đưa thêm 250 tỷ đô la nhưng mà đã bị thất bại, Đảng dân chủ bây giờ lại muốn có thêm một cái số tiền lớn hơn, nhưng mà phân chia cái số tiền đó là không như là Đảng Cộng hòa muốn, họ muốn là đưa thêm một số tiền cho những cái chính phủ địa phương cũng như là những cái bệnh viện, cơ sở y tế, còn cái số tiền mà họ muốn để riêng ra cho những công ty nhỏ là khoảng thêm 150 tỷ nữa thôi. Thì đương nhiên là hai đảng bây giờ là vẫn chưa có đồng ý cho nên là cái cuộc bỏ phiếu sẽ dời lại ngày thứ hai. Đó là tin tức thường muốn đưa đến các bạn liên quan tới vấn đề này các mình thấy được là cả hai quốc hội cũng như là cục giữ liên bang đều muốn bơm tiền trong thị trường với một cái lý do duy nhất là giảm tình trạng thất nghiệp tại vì nếu như mà các công ty mà tiếp tục thua lỗ hay là tiếp tục phá sản thì tình trạng thất nghiệp là không chỉ là xoay quanh những cái ngành như là ngành du lịch mà sẽ là một tình trạng chung cho mọi người đây là một cái điều mà sẽ dẫn tới suy thái tài chính và nói tới suy thái tài chính thì hôm nay chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng đã lên trên cái đài truyền hình CNBC nói chuyện với Jim Cramer và Jim Cramer cũng đã hỏi thẳng Nancy Pelosi là đối với bà ta thì khi nào nước Mỹ mới thực sự là mở cửa làm ăn trở lại thì Nancy Pelosi nói là Nhà Trắng thì hy vọng là tháng sau, tháng 5 tất cả sẽ mở cửa lại và sẽ khởi động lại cái cổ máy kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà Nancy Pelosi lại không có lạc quan như vậy. Bà ta nghĩ là phải cần thời gian lâu hơn nhưng mà bao nhiêu lâu thì bà ta không nói tới. Và đối với cái tình trạng hiện tại thì tôi nghĩ là tháng sau cũng là một cái suy nghĩ khá lạc quan. Tôi nghĩ là ít nhất cũng phải đợi tới là cuối tháng 5 thì tất cả mới có thể là bắt đầu khởi động lại. Và nhiều người thì nói là mở cửa lại nhưng mà thực sự là không có đơn giản như vậy. Khi mà thấy được là nền kinh tế là một cái cỗ máy khi mà kinh tế đã bị tắt, đã bị đứng nghiêng trong vòng 2-3 tuần qua khi mà các bạn mở kinh tế trở lại thì không phải tất cả đều hoạt động như là trước đây Các bạn cần phải có một cái thời gian để cho mọi người bắt đầu thích nghi lại Mọi người bắt đầu là cảm thấy là họ có nhiều lòng tin hơn đối với nền kinh tế và bắt đầu tiêu tiền Chứ nếu như mà họ không có sử dụng tiền, họ không có mua sắm thì nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn Và trong cái thời kỳ này tôi nghĩ là qua cái cơn dịch bệnh này sẽ còn rất nhiều người lo ngại Tại vì họ đã trải qua những ngày mà không có thu nhập, những ngày lỗ lã cho nên một là họ sẽ chú tâm để mà làm bù đắp lại những cái tuần qua mà không có thu nhập hay là họ sẽ thủ riêng cái số tiền cho mình lỡ như mà những chuyện tư tự xảy ra sau này chứ không phải là họ sẽ ra ngoài để mà mua sắm cho nên có một số những cái ngành sẽ gặp rất nhiều khó khăn sau này. Thường nghĩ là những ngành như là mua bán xe hay là mua bán đồng hồ, những cái hành mà mua bán những cái đồ mà không có thiết yếu ở trong cuộc sống. Những ngành đó thường nghĩ là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, cái sự hồi phục sẽ lâu hơn. Và ngành mà thường nghĩ là hồi phục sẽ lâu nhất đó chính là ngành du lịch. Thường cũng đã từng nói, các bạn có thường nghĩ đi, khi nào các bạn mới bắt đầu là lên lịch đi du lịch lại mà bạn không phải là một người duy nhất nghĩ về điều đó. Thường nghĩ là nhiều người sẽ chờ thời gian rất là dài để mà muốn đi du lịch lại. Thì đây là tất cả những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nếu như bạn là một trader thì Thuận đã thiết kế lại cái trang web uh, Thuận Capital sàn giao dịch Các bạn thấy được là trang web này sẽ cho các bạn Một số những cái tài liệu nếu như mà bạn muốn tham gia sàn NEPX Tham gia giao dịch Margin Thì tham gia sàn NEPX Thông qua link của Thuận Capital bấm vào tham gia sàn Margin Thì các bạn sẽ được dẫn đến trang web của StepX để mà đăng ký Thì các bạn có thể điền đơn, cái đơn là kế bên để các bạn có thể được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí nếu như mà các bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital. Trên margin các bạn có thể long đánh lên hay là short đánh xuống. Bitcoin lên xuống các bạn đều có thể là có được lợi nhuận nhưng mà trade margin có nguy hiểm rất là cao, không phù hợp như bạn mới. Chỉ thích hợp những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Và nếu như bạn thích trade all coin các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, tham gia vào sàn Binance thông qua link của Thuận Capital, bấm vào đăng ký các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn. Và ngoài cho các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Và tạm biệt các bạn.